giám đốc sát hại nữ kế toán rất ngoan cố và không chịu hợp tác. Vụ 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Tháp chưa phát hiện tiêu cực liên quan. Sau khi bị truy tố, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày ngày 2 tháng 4 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua trên thế giới và tại nước ta. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ giám đốc sát hại nữ kế toán rất ngoan cố và không chịu hợp tác. Theo nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giang Jong-u rất ngoan cố và không chịu hợp tác với cơ quan công an. Ngày 2 tháng 4, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 61C45000 mà Giang Jong-u, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cất giấu trong rừng cao su. Giang Jong-u là giám đốc công ty Bình Nhuận. Người này chính là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị Mờ, sinh năm 1993, là kế toán của công ty này. Chiếc xe ô tô trên là phương tiện Giang Jong-u dùng để bỏ trốn sau khi gây án. Sau khi gây án, chiếc xe này được Giang Jong-u đưa vào sâu một rừng cao su cách hiện trường vụ án khoảng 10 km thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Khu vực rừng cao su nơi nghi phạm bỏ xe rất vắng vẻ, ít người qua lại. Tiếp đó, Giang Jong-u đã đi bộ ra đường lớn, bắt xe khách lên Gia Lai để tìm cách vượt biển. Ngày 1 tháng 4, người dân phát hiện chiếc xe và đã báo cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm. Bên trong chiếc xe này có rất nhiều nơi dính máu trên ghế lái, ghế sau, cần số, phía sau đuôi xe. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm một camera hành trình của chiếc xe này và một số đồ dùng cá nhân. Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan điều tra đã đưa chiếc xe về trụ sở để tiếp tục điều tra. Theo nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, điều tra một vụ án nghi phạm là người nước ngoài thì khó gấp đôi, gấp 3 lần nghi phạm là người Việt. Ngoài ra, thời gian lấy lời khai và thực hiện các thủ tục khác cũng mất rất nhiều thời gian. Theo ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 1 tháng 4, cơ quan điều tra đã đến nơi xảy ra án mạng để thu thập thêm chứng cứ và điều tra một số vấn đề liên quan đến vụ án. Cũng trong chiều ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ vây bắt đối tượng là nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương. Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, chúc mừng, biểu dương lực lượng công an thành phố Pleiku đã lập thành tích xuất sắc, nhanh chóng truy xét, vây bắt đúng nghi phạm trong vụ giết người. Đồng thời mong muốn công an thành phố Pleiku tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với quyết định khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cũng thưởng nóng tập thể công an thành phố Pleiku số tiền 10 triệu đồng. Chuyển sang tin tức tiếp theo, vụ 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Tháp chưa phát hiện tiêu cực liên quan. Song song với vụ bấm 4 biển số xe đẹp ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, ngày 1 tháng 4, Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã cử tổ công tác đến huyện Cao Lãnh, xác minh liên quan đến 4 biển số xe đẹp được bấm ra vào ngày 8 tháng 3. Đáng chú ý, người sở hữu biển số xe đẹp có lãnh đạo công an huyện và người nhà cán bộ đăng ký xe. Ngày 2 tháng 4, Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cho biết bước đầu đoàn kiểm tra công an tỉnh Đồng Tháp đã có kết quả xác minh vụ 4 biển số xe siêu đẹp được bấm tại công an huyện Cao Lãnh gây xôn xao dư luận vừa qua. Trước mắt, công an tỉnh Đồng Tháp chưa phát hiện thông tin vi phạm của lực lượng làm nhiệm vụ và chưa thấy sai quy trình trong bấm biển số. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ thông tin xung quanh việc bấm biển số xe này, Thượng tá Quốc nói. Phóng viên của báo Tuổi Trẻ có đặt câu hỏi đoàn kiểm tra có làm việc với lãnh đạo công an huyện và người nhà cán bộ đăng ký xe là hai người đã bấm được biển số xe đẹp chưa. Ông Quốc nói, hiện tại các anh em đang tiếp tục kiểm tra thêm nên không trả lời câu hỏi này được. Một lãnh đạo công an huyện Cao Lãnh cho hay, ông L là phó trưởng công an huyện, chỉ đón gió, tìm biển số xe đẹp nên đã mua xe. Anh L thấy đầu số 999 là đẹp nên anh ấy đã mua xe thì bấm được biển số 999-79. Việc bấm này là hên xui để kiếm biển số đẹp. Còn quy trình cấp biển số xe hiện nay rất khó can thiệp được, vị này nói. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, Đại tá Trần Văn Đoàn, phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông chưa tiếp cận được thông tin liên quan đến 4 biển số xe siêu đẹp tại huyện Cao Lãnh gây xôn xao dư luận vừa qua. Tôi chưa nghe chính thức
từ vụ bốn biển số xe này, tôi chỉ biết qua thông tin trên mạng xã hội và báo chí thôi. Tôi không biết giám đốc công an tỉnh có chỉ đạo gì không, nhưng tôi nghĩ giám đốc sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm. Do thứ Bảy và Chủ nhật, tôi không trực lãnh đạo nên chưa tiếp cận được thông tin này, đại tá Đoàn nói. Cụ thể, vào tối ngày 31 tháng 3, một tài khoản Facebook lan truyền thông tin. Ngày 8 tháng 3, tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có 4 biển kiểm soát xe máy rất đẹp và đã được bấm ra. Cụ thể, các biển số lần lượt là 66F1, 99996, 66F1, 99979, 66F1, 99998 và biển 66F1, 99999. Trong các bình luận, nhiều người chia vui cùng chủ xe vì quá may mắn. Cụ thể, đối với xe bấm được biển số 99999 Ngũ Quý, giá bán ra sẽ trên dưới 3 tỷ đồng. Dư luận đặt nhiều nghi vấn bởi trong 4 số siêu đẹp thì Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh là người chủ sở hữu biển số 66F1 99979 và người nhà của một nữ cán bộ đăng ký xe của huyện cũng sở hữu được biển số xe đẹp. Tin tức cuối cùng, sau khi bị truy tố, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Theo một cuộc thăm dò uy tín mới nhất, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tăng lên mức mạnh nhất từ trước đến nay sau khi ông bị truy tố vì cáo buộc trả tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm. Yahoo News YouGov đã thực hiện một cuộc thăm dò với 1.089 người Mỹ trưởng thành sau khi đại bồi thẩm đoàn ủng hộ bản cáo trạng chống lại ông Trump. Hill dẫn nguồn cuộc thăm dò cho thấy với 52% phiếu bầu, cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước 31% so với đối thủ tiềm năng, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Cũng trong cuộc thăm dò, vị thống đốc Florida đứng thứ hai với 21% phiếu bầu, theo sau là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley với 5%, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhận được 3% phiếu bầu, các ứng viên khác nhận được gần 2% phiếu bầu. 11% người được hỏi cho biết họ vẫn chưa chắc chắn. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, ông Trump dẫn trước ông DeSantis 26%, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống và Thống đốc Florida lần lượt là 57% và 31%, trong khi 12% người tham gia khảo sát vẫn chưa chắc chắn. Tham gia khảo sát bao gồm các đảng viên Cộng hòa cùng những cử tri độc lập nghiêng về đảng này. Yahoo cho biết ông Trump đã gia tăng đáng kể cách biệt cho ông DeSantis so với cuộc thăm dò cách đây chưa đầy 2 tuần, khi cựu Tổng thống chỉ dẫn trước Thống đốc bang Florida 8% trong cuộc đối đầu trực tiếp. Trước đó, hồi tháng 2, ông DeSantis từng dẫn trước ông Trump 4% trong cuộc thăm dò cũng do Yahoo YouGov thực hiện. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới nhất thể hiện sự chia rẽ lớn hơn khi Yahoo News YouGov đặt câu hỏi với cử tri nói chung, chứ không chỉ riêng những người nghiêng về đảng Cộng Hòa. Khi được hỏi về bản cáo trạng chống lại ông Trump, 39% người trưởng thành bày tỏ sự đồng tình, trong khi đó 37% cho biết họ không hài lòng hoặc tức giận. Dẫu vậy, 45% người được hỏi tin rằng ông Trump đã làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. 26% cử tri cho rằng cựu Tổng thống không biết về điều đó, trong khi 29% lại không chắc chắn. Trong một trận tài đấu giả định với Tổng thống Biden, 45% chọn ông Biden và 43% ủng hộ cho ông Trump. AP ngày 31 tháng 3 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết trong bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn Manhattan, ông Trump có ít nhất một tội danh nghiêm trọng bên cạnh nhiều cáo buộc gian lận hồ sơ kinh doanh. Ông Trump dự kiến trình diện ở tòa án quận Manhattan vào ngày 4 tháng 4 sau khi ông Trump bị truy tố. Thống đốc DeSantis khẳng định Florida sẽ không hợp tác với New York về bất kỳ yêu cầu dẫn độ nếu có nào đối với vị cựu tổng thống. Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30 tháng 3 quyết định truy tố ông Trump, cáo trạng hiện chưa được công bố. CNN đưa tin ông Trump có thể đối mặt với 30 cáo buộc liên quan tới gian lận kinh doanh như liệt kê sai mục đích khoản tiền. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Họ quyết định truy tố nhằm vào mình là đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử. Ông dự kiến trình diện tòa vào ngày 4 tháng 4 tới để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội. New York đang tăng cường an ninh trong ngày ông Trump xuất hiện. Chính quyền New York lo ngại đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ hàng ngày. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!